Đây là khung cảnh ở dưới quê nha mọi người. Đó. Mình đang ở Hòa Phú cho nội mình. Đây. Đây là khu vực xã Hòa Phú nè. Đây. Lâu mình dễ cho mình quay lại kỷ niệm nha. Đây có một bầy cá điêu hồng. Ở đâu lại cũng không biết nữa. Kìa. Kìa mọi người thấy nhầm nhầm à. Cá phi nó hay gì ta. Kìa kìa đó đó đó. Ở bên đây mới nhiều nè mọi người ơi. Kìa 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 kìa. Đó hết trơn kìa mọi người. Đó, 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 đó. Đó, thấy không? Lâu lâu về nhiều lắm. Kìa kìa kìa. Đã quét. Hai bầy. Đang nhâm nhi đi cà phê ngắm cá cảnh được. Đó, 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 đó. Coi coi, đi coi yến mày. 1, 2, 3, 4, 5, 5 con. Đây. Đây. Thôi video dài cũng xin kết thúc nha mọi người. Ok.